Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu đi em gái. Em tên là Trần Mỹ Tho, năm nay 27 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long. Hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm nhân viên kế toán tại công ty Minh Gia Phú, bên thời trang. Đáng lẽ ở Vĩnh Long phải đặt tên Vĩnh Long, sợ Vĩnh Long mà đặt tên Mỹ Tho. Mỹ Tho là phải ở Tiền Giang, tên Mỹ Tho mà ở Vĩnh Long. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Trần Quốc Cường, năm nay 27 tuổi. Em sinh ra lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc cụ thể là gì? Dạ, em phụ gia đình kinh doanh phụ tùng linh kiện xe máy. Ở quận mấy em? Dạ, ở quận 5 á. Bạn bên kia là ở quận mấy, làm quận mấy? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Đi cũng gần mà. Rồi, cũng gần 6 cây số. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là em có thể tự lập, biết làm việc nhà, có thể nấu ăn cũng hơi bị ngon. Được, trai giờ giỏi lắm. Khuyết điểm của em là khi mà nóng tính thì em cũng không có gây lộn liền hay gì, thì em cứ đi ra ngoài để suy nghĩ rồi nghĩ ngẫm là mình đúng hay mình sai rồi sau đó mới quay vô quay lộn. Không, quay lại nói với lẽ nói là cái này anh đúng hay là cái này em đúng hay gì đó. Vậy được. Với lại không biết ủi quần áo, mặc đồ nhăn cũng không sao đâu, mua đen là đồ nhăn mà. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ, em có ưu điểm là em có trách nhiệm và hay tính toán kỹ trước khi mà em làm việc gì đó. Ví dụ như thường em có kế hoạch là ngày mai em làm gì là em đều có kế hoạch trước. Em thì cũng biết nấu ăn chút chút. Không sao, bạn đây nấu ăn ngon được rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em thích ngủ. Được. Ngủ như lúc nào? Dạ, thời gian rảnh là em ngủ, mà về nhà là em ngủ. Khuyết điểm gì mà bạn trai mình nói vậy được á? Hiện tại em đang sống với ai rồi, ai làm công việc nhà? Dạ là em sống nhà trọ với hai đứa bạn nữa. Rồi em ngủ không là ai làm? Dạ thì không, vì em vẫn làm việc nhà xong rồi em mới ngủ. Rảnh thì em mới ngủ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ bớt ngủ lại để dành thời gian đi chơi ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương là người như thế nào? Ngoại hình nó chưa dễ nhìn dễ thương. Tính cách là phải có hiếu thảo gia đình. Có hình mẫu giống ai không? Không giống ai. Không 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 thích giống ai hết. Dạ thì khác mọi người hết. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Dạ là mẫu người lý tưởng của em thì giống như anh Quyền Linh bên kia. Ngoại hình, vóc dáng? Cao khoảng 1m7 trở lên. Bụng thì đừng có phệ em quá. Em 1m7. Chán thì đừng có hói quá. Cũng hơi hói hói chút nha. Không, người ta khen anh đó anh Linh. Rồi gì nữa em? Không thích là gia trưởng, keo kiệt, tính toán. Nếu được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu quen được thì cuối năm hoặc là năm sau. Để chị coi bạn trai đã sẵn sàng chưa ha. Dạ. Chào chị ạ. Chào em, trời ơi, chào sốt sắng dễ thương quá. Ha. Em định bao giờ tiến tới hôn nhân? Dạ thì nếu được thì cũng 6 tháng đến 1 năm. Sẵn sàng chưa mà nói sung quá dạ, vậy? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng được những cái gì rồi? Dạ ví dụ cũng số vốn thì sẽ phụ nhà gia đình phụ giúp thêm một phần nào đó. Em có tật xấu gì không em? Ví dụ nói một lần hai lần á thì nếu mà không nghe thôi không nói nữa. Ăn nhậu gì không? Nhậu nhẹt gì không? Nhậu hai chai, qua chai thứ ba là nằm ngủ luôn. Mà sau này kinh tế gia đình em nghĩ là ai sẽ quản lý? Kinh tế gia đình chắc nghĩ là vợ. Hiện tại giờ tiền đi làm ai giữ? Mẹ giữ. Rồi mẹ có đặt ra tiêu chí tiền con dâu như thế nào không? Dạ không à. Mẹ không có dặn gì trơn. Mẹ biết tham gia chương trình này không? Dạ biết, tại mẹ có đi chung à. À vậy hả, chút xíu nữa chị sẽ gặp mẹ em ha. Dạ. Điều gì mà em không thích ở bạn gái? Xăm hình. Đi vô những quán bar này kia em không thích. Chứ em thích đi chỗ nào? Không thì nói chung thích là nói như đâu nhẹ nhàng hay đi cà phê cũng được, vậy như quán cà phê. Rồi để anh qua anh coi bên đàn gái thế nào nha em trai nha. Để anh lo. Chào anh. Chào em gái dễ thương. Anh bên đây anh dễ thương lắm. Dạ. Hiền hậu, thật thà. Anh nghĩ đây là một người mẫu người đàn ông của gia đình. Dạ. Em cũng cần một người chín chắn và biết lo xa hơn em á. Em xem trọng cái bề ngoài hay là em thích về cái tâm hồn? Vẻ bên trong hơn anh. Nói chứ em cũng hiền đó. Anh thấy dễ thương, hiền được rồi. Hai người này hợp với nhau đó, về cho nói chứ không có gây gỗ nhau đâu. Anh thấy hai người hiền lắm. Được rồi. Hồi nãy bạn trai có chia sẻ là hôm nay có đi với mẹ đúng không em? Dạ. Bây giờ chị gặp mẹ em nha. Dạ. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Trần Quốc Cường. Hồi nãy giờ cô ngồi đây cô thấy con rất là dễ thương. Con nấu ăn ngon hay không ngon thì cái đó là cô không có đặt điểm chính, tại vì cô cũng thích
chăm sóc gia đình và nấu ăn, cô thích nấu ăn lắm. Dạ. Còn cái chuyện mà con thích làm dâu, không làm dâu thì cái đó lì thuộc của con. Thế hệ bây giờ mình không có thể nào bắt buộc phải làm dâu. Nếu con thích làm dâu thì cô rất là thích, tại vì gia đình cô chỉ có Cường ở chung với cô thôi. Thì nếu con đồng ý làm dâu thì vui hơn, cả nhà vui hơn. Dạ. Thì cô cũng rất mong hai con tìm hiểu nhau và có duyên nợ tiến đến hôn nhân. Mẹ chồng dễ thương quá, tâm lý dễ sợ luôn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Rồi cho chị gặp bà bạn thân của em ha. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào chương trình ạ. Em là Bảo Yến, là bạn của chị Thoa. Em thấy hai người rất là hợp nhau ở một điểm, đó là dễ say xỉn. Uống mấy cái hai chai là xỉn. Cái nữa là hai người giống như bù trừ với nhau á, một người thích ngủ còn người thích nấu ăn. Thì về người ngủ người nấu ăn là bù trừ, đúng rồi. Quá hợp lý luôn. Thoa là một người con gái, tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ manh tính đó, nhưng thực chất thì chị ấy rất là cần một người đàn ông vững chãi để che chở cho chị ấy. Thì em thấy anh là đạt tiêu chuẩn. Em hy vọng là khi mà hai anh chị đến với nhau á thì sẽ bù trừ những cái tính cách cho nhau và anh sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn. Rồi xin cảm ơn em ạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có ít phút tâm sự với nhau nha. Chúng ta kéo màn lên nào, 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh đến đây có món quà tặng em ạ. Nó kêu à? Ủa thì nó kêu ta. Gì vậy? Lần đầu em gặp anh thì em cũng giống như là em thấy anh có ngoại hình thì cũng tương đương với cái người mẫu lý tưởng của em, đó là anh Quyền Linh. Thì anh nhìn em như thế nào ạ? Không, nhìn em cũng dễ thương, mặt tròn tròn. Thích nhất là tính, biết tính toán chi li thì tiền mình sẽ không đi gây ra ngoài. Em làm gì thì cũng có kế hoạch, lên kế hoạch trước hết á. Ví dụ tiền làm về đưa em giữ thì sau này nếu tiến thêm vợ chồng thì đưa em giữ thì tiền sẽ không có bị gây rớt ở ngoài được. Dạ. Cũng vẫn là gây rớt tiền nữa hả? Cái tiền không vậy? Ví dụ như trong tuần anh rảnh được bao nhiêu ngày á? Trong tuần thì hầu như anh rảnh buổi tối, chủ nhật rảnh nguyên ngày. Dạ. Thì em cũng chỉ rảnh buổi tối, em chỉ làm ban ngày, chủ nhật em cũng nghỉ. Dạ, theo anh thì quan điểm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Theo anh quan điểm á, tình yêu là tìm một người phải biết quan tâm, chia sẻ, động viên để người đối phương có để cũng có một cái nền tảng mà sau lưng để mình phát huy được công việc của mình. Yeah. Vì người ta thường nói là sau một người đàn ông thành đạt thì sẽ có người một hậu thuẫn về sau, một người phụ nữ. Thôi, văn chương dữ ta. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Em hơi rụt rè, bây giờ chị muốn em phải thể hiện bản lĩnh của mình. Em đứng lên, em hát tiến cái tới bài cô gái, em hát cũng được, hoặc em tỏ, em nói cái gì đó. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy nha. Thôi em nhắm mắt lại, anh tặng món quà này, anh vừa tặng vừa hát nó hay hơn á. Dạ được. Có quà nữa? Có, em đưa một tay ra. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Hay quá. Cảm ơn ạ. Anh hơi bất ngờ vậy em. Tuyệt tình luôn. Tuyệt vời. Cảm nhận bạn gái như thế nào? Không, người bạn gái rất là dễ thương, chịu cười và đặc biệt có cái răng khở nên mình rất thích. Nói gì nói luôn đi em, đang cao trào gì. Biết luôn em. Không thì em thích em người kế toán thì biết tính toán. Dạ không, em thì xưa em học quản trị kinh doanh. Cũng người ta. Thì em cũng thích bên kinh doanh, mà em thấy anh kinh doanh là em thích rồi. Dạ. Rồi xin cảm ơn em ạ. Anh rất thích em. Dạ. Em mong muốn điều em gì? Em cũng thấy cảm ơn anh. Dạ. Dạ hoài. Em muốn con trai hay con gái, mấy đứa con hỏi ý cổ đi. Hai đứa là đủ rồi, kinh tế gia đình thì mình cũng phải ít nhưng mà chất lượng. Em hỏi bạn gái chứ đâu phải hỏi em đâu, em hỏi bạn gái đi. Thì hai đứa là đủ rồi. Dạ, trời ơi, em trả lời luôn vậy. Dạ. Ý của em thì em cũng thích hai đứa là đủ. Hỏi coi em thích trai hay gái, hỏi đi. Thì đối trai gái gì cũng không quan trọng, nếu là đều là con mình, nhưng nếu có con trai thì càng tốt. Tại vì em là con trai trưởng ở nhà. Em hỏi cổ quá. Em đang hỏi. Đâu? Em trả lời chứ đâu có hỏi. Em thích trai hay gái? Dạ, trai gái gì cũng được anh. Dạ, dạ. Theo quan điểm trai gái gì cũng được hết á. Con mình là được. Con mình là được rồi. Dạ.
Màn tỏ tình ấn tượng quá ha. Đúng rồi. Khó đỡ luôn, chị rất là bạn bất ngờ. Bạn trai này á, rất hiền nha, có thể chăm sóc vợ rất là tốt. Bây giờ là giây phút chúng ta nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong người của mình ra sao và đưa ra cái quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đó. Nắm tay nào. Vui không? Mừng không em? Dạ mừng chứ. Mừng quá ha. Mẹ ở dưới cũng mừng nữa, mẹ cười nãy giờ quá trời luôn. Bây giờ hung cái gặp gỡ đầu tiên thế nào? Thôi mẹ, cô hung nha mẹ. Không, hỏi bạn, gia đình thì hỏi bạn. Hỏi bạn ừ. Phải hỏi bạn chứ. Hỏi bạn luôn sao thế? Sao đàng hoàng ghê, tưởng đâu hỏi mẹ hung hay chưa. Nhưng mà em thấy cảm giác về như thế nào thầy? Tôi thấy rất là vui. Và cũng rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em thêm có một người bạn gái. Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái em thế nào? Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái chu đáo. Ngủ nhiều thì em nấu cho ăn. Trời ơi, hay quá, nhớ nha. Dạ. Nhớ nha. Nè bạn gái, em gái của anh hiền lắm á nha. Dạ. Đừng có bỏ bê em gái anh nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 lý thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV UVC TV LED công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì TV UVC 50 inch sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Dạ, từ đầu tới cuối bạn gái hỏi cũng dạ luôn. Dễ thương mà. Dạ. Này có duyên lắm mà. Mỹ Tho, một cái tên rất quen thuộc, nó gắn liền với nhiều ký ức của anh. Mỹ Tho ở Tiền Giang nhưng người nợ Vĩnh Long. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi ngày hôm nay. Họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với họ. Chúng ta hãy đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Max TV đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì Cát Tường, Quỳ Linh tạm biệt.